Dân dạ đồng quê xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay nhà có dân dạ rất là đông vui luôn đó ông bà cô chú. Đó, anh nay có bên Tiền dưới bé Ba mập bên đất sáu đồng quê qua đấy mà. Thì hôm nay rất là đông đủ. Có bác Sáu với chú Tung với bác Út đồ xuống phụ viện làm mấy cái lăng can với hai cánh én nha. Nay có cha nữa, cha ơi, chào cả nhà cha ơi. Bác Sáu, chào nhà kìa bác Sáu. Bác Sáu. Hôm nay nhà rất là đông vui luôn. Chú Tung hình như là sợ đi gút hay gì á. Bác Út, chào cả nhà bác Út ơi. Ủa cả nhà, nhà của ai vậy? Thì nó nhỏ chào ông bà cô chú kìa. Quá đông luôn. Quá trời đông vui rồi. Thì hôm nay á Viền có làm món bánh xèo chay để đãi cả nhà luôn. Ở chợ anh không gài ăn cá tôm đồ béo mỡ xuống rồi đi xuống đây ăn chay cho nó bớt bớt. Ăn ốc cái cá tôm đầu gà. Ăn ốc rồi ăn rau. Thì bánh xèo chay hôm nay thì gồm có là tàu hũ mình chiên cho nó vàng đều rồi lát nữa sắc sắc sợi ra. Và có thêm đòn chả đòn nè. Thì phần nhân gồm có củ sắn, cà rốt, giá, bông điên điển và một mớ nấm nữa. Hồi sáng có đi mua măng nhưng mà cỡ này không có măng. Sẽ có măng mới ngon ha. Măng nữa là ngon. Này Tiền sẽ pha bột nha cả nhà ơi. Bột bánh xèo hương xưa. Nó pha 3 bịch bột với lại 1 bịch bột chiên giòn nha. Hương xưa mới chịu đó nha. Hôm nay là ăn dở. Bánh xèo hương xưa. Đây một bịch bột chiên giòn. Cái trò cắt hết số rộng mà em bài. Ơi hình như thấy rộng hơn trò cũ mà lần đúng không? Rộng hơn. Dài hơn. Dài hơn. Quá trời luôn. Cắt dạng lần một để nhân tiền. Đang tiền sửa hai lần phải không? Đây nước cốt dừa nha, Tiền sẽ cho nước cốt dừa vô này luôn để nó béo quá cả nhà. Có một mớ đậu xanh máu nữa nè, lát nữa đậu xanh này mình để vô da đi ha. Để vô da ăn cho nó béo luôn. Ăn cho nó béo. Đây mình pha trước đi, sau đó mình coi cái lượng bột với lại lượng nước làm sao rồi Tiền sẽ cho vô thêm nha. Cái này là 3 bịch. Ba chích ngừa hết chưa? Hết rồi, đủ rồi. Đủ hết à? Có mình em lẻ loi vậy. Xê gà. Xê gà đi. Xê gà. Có mình em là lẻ loi đó. Xê gà đi. Xê gà lây với chịu à. Sao không gà cảm giác sao? Qua được về chồng rồi sao? Về chồng mới vui rồi chứ sao không chào. Vui. Vui ơi là vui. Sáng bà chị Út bà hỏi em có đi thăm chị Út không? Thôi, tôi mới ra rồi không đi đâu. Mới ra, tôi đi mới đâu. Mới ra không đi à. Tôi không dám đi nữa. Mèo nó xuống. Mèo nó lại gần em, nó hỏi ủa mẹ bộ, mẹ với ba hết bệnh chưa vậy? Bệnh chưa? Hết bệnh thiệt chưa? Cái nó nói với bà ngoại nó, bà ngoại ơi ba mẹ hết bệnh thiệt rồi. Hết bệnh thiệt rồi. Quá trời thao nó vừa không Tiền? Vừa chị. Thêm nước nữa. Này phải thêm nước rồi. Chị phải lấy thao bự hơn. Thêm nước cho nó đầy lên. Không này chắc cũng được rồi. Do là cái chòi chưa hoàn thành xong hết á, chưa có sẵn nước, chưa có bếp gì hết trơn á. Cho nên mọi thứ đều làm sẵn hết. Gắn cái nước ra tới ngoài này luôn ha. Dạ, chuyển nước ra tới đây luôn. Chỗ này quá lý tưởng nè. Quá lý tưởng. Mát à. Có bồn sông nữa đó. Gió quá chừng gió luôn. Cũng có bồn sông đó chứ bộ dở đâu. Thời cỡ này lu bu ha, để chừng nữa ha, hoàn thành xong ha, lắp cái giường đồ lại ha, trang trí đồ lại. Cầm giường đi, có trái thôi xuống ta hái. Có vụ đó nữa hả? Mình xuống mình hái mình bán. Hái, ừ. Phải chi, ừ, quay xuống ta lập giường tiếp tao hay gì ha.
Thôi đi ra trồng sẵn mình hái đi vô mau. Vậy hay nó để thêm bay xuống làm tiếp cho. Đợi chồng sẵn rồi mới hái. Dần dần lần lại nha. Hạt niêm chay phải không chị? Hạt niêm chay đó. Giờ Tiền sẽ cho một miếng hạt niêm vào nha. Ai thích gì niêm đó nha. Tiền thì cái niêm hạt niêm thôi. Tại vì cái phần bột này nó cũng đã làm vừa ăn sẵn rồi. Còn bên đây thì hình ba sắc cầu hủ. Cầu hủ đã chiên ra rồi nè. Sắc lát nữa mình khử. Bữa nay quá nhộn nhịp à. Nay đông quá. Mà nấu bên đây lớp bên kia mà bên kia là quá đông vui. Xúc xích. Để kiếm ăn nè. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Đi đâu? Nằm xuống. Giờ cho tỏi vô lặn thử mồi cả nhà ơi. Thì đây, bên đây thì khử phần cầu hủ, còn bên đây thì chúng ba sẽ khử phần rau. Thì ngoài nước mắm, phi tỏi lên cho vàng. Ủa, nấm này bỏ vô đây luôn hả chúng ba? Hay là để bên dân? Đi đâu cũng thích, để đâu. Nứng để bên kia đi. Để đây ha, để xào này trước. Xào củ sắn trước đi. Của con vàng rồi nè. Rồi vàng thào thở vô đi. Của ta cũng vàng. Kêu bả đi vậy, kêu bả đi những mồi mà bả cự tới nở sưng vậy đó. Bên đó có lý tưởng đó, mồi bén mà không chịu đầy chảo. Mồi bén, mồi bén chúng ta ơi nè, trả cho cái tô nè. Mồi bén nhường hai cả hai vợ chồng mình. Bà chị mới nói con nào có bắp giò vậy đó, cỡ 3 kg mấy á. Bự quá ăn cũng ngán nữa. Bữa hỏi con hỏi Tiền, Tiền ăn con 6 kg gửi không Tiền? Gửi lên cho ăn. Ăn 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 ăn. Cá chơi cái nhà con nào cũng mấy bự chà bá vậy. Thơm quá nè. Hạt niêm mặn. Niêm chay á. Muối nữa. Tại sao không nói bữa nay ăn gì ngon ngon ta? Cái thợ nóng mới nhá. Rồi nêm nếm cho vừa ăn nha bà cô chú. À bỏ vậy. Nhảy hầm lắc đi mình tối hết trời. Ta cả ta ta cả cãi hồi mẹ ông thợ nhìn đâu. Đây dưới là hai cây thưa là nó dựng lên. Bên đó hơi yếu lửa ha. Lửa này nãy mày nhắm nãy giờ nó cái tủ nó bắt lâu rồi chứ mới sang nó chưa. Do gió quá chừng gió không có sử dụng bếp ga được. Mới chạy đi mượn thêm cái lò nữa. Nó cọ đốt than nó mới lại nó chứ cho miếng dầu nữa đi hiếm ba ơi. Chảy nó khô quá. Này nấu bếp ga không biết chừng nào mới có ăn nha. Ở này có gì ăn trộm về bà chị đâu mà ăn trộm. Ghê thiệt chứ. Trộm mới trời mày. Ghê không? Ghê. Nó dở trời đi sao? Dở từ cây. Kêu cậu lại múc. Dở cây hả? Kêu sống múc lại múc. Mèo xuống đây hay là chơi với xúc xích không luôn ha. Hả? Rồi áo mà vô một cái là bỏ kêu à. Bỏ cái sắn vô cải vô. Rồi của con chín rồi đó. Chín thì đổ bánh đi. Cho tiêu vô. Đổ bánh đi. Tiền cho chị cái ghế nè. Tiền ghế phòng đây 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 vậy. Mèo tâm trạng hơi buồn nữa rồi. Rồi tâm trạng sao hơi buồn nữa rồi vậy, đổ bánh luôn phải không?
rồi con ngủ ủi tôi để bột ngọt vô nha, ba muỗng đi. Nó nói cái gì mềm mềm nó cứ lủi vô hoài. Ba muỗng đường luôn. Cho hành vào nha. Rồi trả cho con. Ừ, chính cho nó tay. Rồi thả nó vô đi, nhấc xuống. Hết luôn. Đưa đũa đâu, đưa đũa. Chảo đầy luôn. Trời ơi, một chảo này dung gì đó hả? Dặn quá vợ. Sao chiếc giữa nó bị nứt vậy hả ba? Lửa nhiều. Lửa nhiều là bị nứt giữa. Lửa nó nhiều, chín nó nứt. Rồi cho ghế nhắc xuống. Cái nào nhắc cái nó đâu rồi? Đâu rồi, ủa cái ghế nó qua đâu. Đây nè, lấy đây nè, mang cái. Chị này nó tương dài phải không chị? Chị nhắc con cái, một chỉ hai cái. Đâu ba? Đây nè. Nè. Giấu. Này giấu là. Ừ, rồi nè nó qua. Ừ, trộn nó đi. Mắt này mắt kia nghe. Có ba người đó hồi quýnh lộn với út cũng can đâu. Tìm bằng nước mắm nha cả nhà. Cái này nước mắm chay nè. Sẽ cho vào đây. Mắm linh chi. Mắm này ngon ha. Ừ. Thơm nè. Chay nghe chứ không có mặn nghe. Chay. Chay mặn đồ dùng được. Nè, chị nha, trái dừa. Này phải cho thêm đường mới được. Em mới thấy kêu đường đây nè. Đường nó thấy bển rồi đó. Đây nè. Trái dừa sao dạt được chị? Mượn cái búa kìa Út. Nè búa dạt 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 giùm con ơi. Kêu ông mạnh kìa, ông qua bển đi để nó văng xịt nước vô mình em à. Tắm dừa. Tắm dừa chứ. Nó hay chua hay chua hay chua. Chả nè, chua. Sao đổ vô luôn hả? Đổ vô này luôn. Từ từ thôi nha. Trời ơi, khổ thấy ghê. Mấy đứa đây chị? Hết chưa? Miếng nữa. Để thấy qua bển hằng coi. Cho nó đây. Bển coi. Đúng mà. Đánh xè này chấm nước mắm hao lắm. Nước mắm hao lắm. Rồi được rồi đó. Đụng đít, đụng đít ha. Hết trái dừa luôn phải không? Còn miếng. Còn không? Còn trái dừa nước nữa. Đây cái nước mắm này tiền làm nè cả nhà. Tại vì thường thường á bánh xèo á thì chay á, cho nên là mình làm đồ chấm á cho nó ngon ngon xíu. Đồ mình có thấy ghê luôn rồi hả ba? Ừ. Đổ luôn đó hả chị? Đổ không đổ rồi. Rồi cho nước mắm là tỏi với ớt vào luôn. Nước tương ăn xèo nhờ nước tương đó. Ơi! Mát bài quý luôn hả trời. Này coi bé ba đổ bánh nè. Ngon hen, ngon hen. Ngon không? Chả chưa nóng luôn. Phải không? Ủa con nãy quên để đậu rồi. Nè xong hết trơn nha, em dẹp gọn vô lại à. Đó, xong rồi đó, chỉ còn đổ bánh nữa là xong. Chảo này dính gì vậy anh ba ơi? Trời dính có bánh nào đầu thử ha. Để con Nguyên không có thử được. Bánh hư rồi hả? Ừ, có hư, có thử. Nằm thở nấu nhờ. Bà phai bánh hư lắm. Nhờ thở nấu nhờ bánh hư á. Bánh hư không? Ừ. Này chết luôn. Này
Đỏ không xèo. Chảo này nó đỏ không xèo. Nó lửa nó yếu. Thấy không? Do cái da nó không có đẹp cho nên cuốn mới đẹp. Cuốn đẹp. Nó không phải người cuốn. Nó phải người cuốn nha. Đó, vậy là cũng ok rồi đó. Đỡ thừa. 2, 4, 6 người ăn 2 cái, 1 người 2, 3 người. Điểm bao nhiêu người? Điểm bao nhiêu người? Đỡ nhiều cái dẹp. 4, 6, 8, 10. Mày nâng nít nhỏ nữa. Đỏ 30 cái. 30 cái đi. Mới đủ. Đổ mà tính từ cái á. Cái lẩu của chị Hai nó không có nóng. Nó không nóng. Lửa yếu. Bất mình quá. Bất mình quá đây củi đúc. Củi đúc lên. Vô đây. Ừ. Củi đúc thêm vô. Rồi cho lên luôn. Ôi nó vàng luôn. Vàng ăn bánh nó da thôi. Bánh nó ngon kìa. Bánh ăn da thôi, đừng ăn nhân. Giờ ăn gì ăn da mới ngon. Hay quá Thím Ba ơi. Cuốn kéo là người người đờ người cuốn đó nha. Tôi đổ vậy đó tôi không biết. Tôi không biết người cuốn đó. Xấu là nó thừa người xấu đó. Cuốn dễ ăn luôn, dễ ăn. Xèo nè nha, xèo. Đó mới gọi là bánh xèo đó. Đó. Vậy đó mới xèo đó. Không xèo người ta đâu gọi là bánh xèo. Rồi mình nói xèo chưa? Xèo coi. Đây không biết sao lấy ra nè. Có, có bà tài có cuốn. Không có gì làm có được tiền. Ôi, nóng nó dục. Nóng nó giận nó dục luôn. Bánh nhỏ là cái 2, còn bánh bự là cái 3. Bự, đổ bánh bự. Bên bự, bên nhỏ. Rồi bánh này sao cuốn? Dở ra. Lật lại cái đó là bề mặt rồi đó. Chưa vàng quá. Nhỏ quá. Ừ, không vàng. Thôi đi để này ăn đi. Dụng đi. Cái chảo này nó không nóng gì trơn hả ta? Để hồi cho nóng đi, lửa chưa nóng. Lên dĩa. Phải giờ có ăn dụng tiền. Ôi dạ. Có ăn bánh dừa, bánh dừa bánh dụng á, không ăn thử dụng chứ. Không nữa mà nó nóng được phải thử mà. Chứ không cho thử sao được. Nó uống xỉu luôn. Lát nói sao tôi ăn không được. Rồi chứ nghĩ ăn quá. Cho miếng đậu coi người trồng đậu. Nó đưa vô cái xèo ở đây đưa vô không xèo gì chứ. Lấy gió, lấy lửa không có mạnh mà Thím Ba lửa mạnh lắm. Thím Ba mạnh lửa. Ba mạnh quả mà. Không quả mà. Này cái xèo nữa nè nghe. Này lấy giấy chặn lại cho đừng có gió. Được xèo vậy đó là gọi bánh xèo. 1, 2, 3, 4 người rồi đó nha. Đi từ từ. Mấy ông thợ mà mới có 4 người nữa. 4 người đó. 6, 7 ông đó. Cắt điểm mới nữa. Lấy cái đầu này đầu đánh nữa. Lấy gà đổi cho mấy ông chị. Hết gà mà. Còn 2 chiếc gà nữa chị. Còn xèo đã đổ xong rồi ông bà cô chú ơi, con cũng xin kính mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bánh xèo với gia đình luôn nha. À, hôm nay thì có bác Sáu, chú Tung, cha xuống phụ nữa với bác Út, chú bé Miêu nữa, bé Ba Bự, bé Ba Bự, con mập, mẹ con mày, dám mà cứ mập mập tối ngày. Rồi mời cả nhà, mời bác Sáu, rồi chú Tung. Cha ăn bánh xèo, cả nhà ăn bánh xèo, chúng con lớn lên quá, lớn lên, nó nhỏ hơn cả nhà nha, hai mẹ con kìa, mới chích ngừa ăn không, không ăn vô chiếc quèo đó bỏ lại, bánh trắng nó ngon mẹ ơi, gà ăn tươi chứ con bỏ tủ rồi mình ăn, ăn tươi. Cử bánh xèo đó quê, đừng ăn xèo. Thôi, ăn. Cử bánh xèo đó. Hỏi em nè, nó nè, còn cái chén nè, múc cái mắm lên đó chị. Ai? Từ hang. Đây nè, chấm với mẹ nè. Nè nè nè, dễ chấm. Thôi trời ơi, chấm bánh xèo. Ăn bánh xèo là phải giờ rau. Cay hả? Ăn nhưng không đi, nó không có cay. Này cái nhà mới xèo chai. Nhớ mèo, mà gì hai cũng đãi xịt chai.
có tại chủ trì ăn chay thì phải có vài đệ tử ăn chay theo. Ngon mấy meo. Ngon. Ngon. Gì vậy? Sao ăn chay làm gì vậy? Ngon. Mấy dịch lại xin con miếng cho Miu. Ê, giống. Hai đàn gió. Miu láo ăn nó không cho mày đâu. Em bánh xèo này bóc tay ăn thấy ngon. Thôi quê ăn đổ gì quê em lấy tay ăn bóc đi hai quẩn thôi. Mình đũa nữa. Cụm rau vô, xà lách nè. Thôi nghĩ là ăn rồi. Nghĩ là gụn gụn thấy không? Thấy không? Cái nghĩ hả? Ăn kiểu hả? Xà lách. Ngồi ngoài ngon. Tôi kêu mấy người đúng. Ngon. Ngon nghĩ là ăn là đúng thế rồi. Chị nên tự nên. Nhưng khen khen nó sẽ không biết. Cám thì không. Ông Sáu, Miu. Ông Sáu cắt chọi cho dì hai đẹp hơn chọi mình kìa. Đẹp không? Đẹp hơn chọi nhau. Dạng Sáu rồi hả? Rồi, dạng Sáu rồi. Rồi chết. Dạng mới mới mày có mặn gì mày kêu ổng Mỹ xuống mặn. Đẹp không? Giờ chọi cái dì hai đẹp không? Chọi dì hai đẹp không? Nói ông Sáu nghe kìa. Đẹp không? Đẹp không? Nè, ông này quay, ăn lẹ đi quay. Mắc lỡ cho con ơi. Lỡ tay hết cái này tới đứa kia phải không? Cậu Dương nữa đó, cậu Dương nữa. Dương nữa. Cậu Dương nữa. Ăn nấm đi. Cái này hoàng vô. Mà tìm quán mua hai ba con vịt gì vịt thi cho đặt vịt đó cả em hồi à. Ăn chiều cho nhí vô khen cả đặt vịt. Hai chồng đậm con, hai đứa nhỏ đậm con. Không có nào mua về hiu đập vịt. Đúng rồi, vậy không nha Khang. Mua hết mà con vịt bự vậy nè, leo lên ngồi cái mình đạp 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 hai giò mình đó, giống như là đạp xe đạp vậy đó. Nó là công viên đó. Đúng rồi, trò chơi công viên đó. Là chơi con vịt. Đúng rồi. Đạp vịt đó, trò chơi đạp vịt đó. Gọi Miu có ngày dưới đây không? Vịt. Cho Miu ở dưới đây luôn đi, ở chỗ nuôi hao gạo. Ba kỳ quá. Thấy Miu. Gà hôm nay là ăn rất là ngon luôn á. Vịt nằn với nó xài nó sảy luôn ha. Thấy ba. Vịt gạo quá đã. Chứ hiếu món nào là bà ba mới kiện sao. Còn thiếu nó lớp. Ừ. Còn thiếu nhiều gạo nữa chứ. Món của ai á? Nó ai gớt không? Thèm gớt. Con bé. Con nhí kìa nó ăn, nó để gọng gao kìa. Mắt gao lên đùi, khỏi mắt gao. Hay ăn gao đó luôn. Thế rồi cái cồn bánh xèo đó sao thấy đang không? Thấy đang thấy hẹm luôn á. Ăn sao mà con bằng chị nhí mới đẹp đấy. Ai mình ai nhưng Miu ăn gà, không ăn gao. Thấy nhí đẹp không? Không, sao vậy? Sao vậy? Sao mặt cười? Thì dí mới đẹp. Quá trời mà mới hơi luôn. Ủa đập vịt chơi đập vịt là chơi chơi con vịt đó hả? Ừ. Tối rồi. Mơ mơ gì hai mình mua đi xuống đây ở đi. Thì hôm nay á làm cái món bánh xèo này ăn rất là ngon luôn á ông bà cô chú, hôm nay đầy đủ nông mặt hết trơn luôn, nên là hội họp gia đình luôn. Thì con cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video nha. Hẹn gặp lại cô chú ở video kỳ sau. Giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.